19 câu chuyện cổ nhân dạy xem tướng không bằng xem tâm, dụng tâm chuyên nhất mọi việc sẽ thành. Kính thưa quý vị, người xưa có câu rằng: Có tâm mà không có tướng, tướng sẽ theo tâm ấy mà sinh ra. Có tướng mà không có tâm, tướng ấy sẽ theo tâm kia mà tiêu mất. Những lời này nói rõ rằng, tướng mạo của một người tùy theo tâm của người đó là thiện hay ác mà biến hóa theo. Và từ xưa đến nay, vô luận là bậc hiền nhân hay là nông phu thì làm việc gì cũng phải dụng tâm, chuyên nhất mới mong có được thành công phàm là những người làm được việc lớn thì nhất định càng là người phải dụng tâm chuyên nhất một lòng một dạ kiên trì với mục tiêu của mình hãy cùng ngâm đời lắng nghe những câu chuyện dưới đây để có thêm những bài học quý giá từ người xưa quý vị nhé câu chuyện thứ nhất dụng tâm chuyên nhất thì mọi việc sẽ thành có một câu chuyện xưa kể về việc triệu tương tử điều khiển xe ngựa được ghi chép trong hàn phi tử dụ lão như thế này triệu tương tử tức là triệu tương chủ là vị quân chủ của nước triệu vào thời kỳ chiến quốc một lần ông nhờ vương lương dạy cho mình kỹ thuật lái xe ngựa sau một thời gian triệu tương tử đã có thể nắm bắt được hết kỹ thuật lái xe nên cùng tham gia thi đấu đua xe với vương lương kết quả là triệu tương tử dù thay đổi ngựa đến ba lần nhưng vẫn không theo kịp được vương lương triệu tương tử không hài lòng nói với vương lương rằng ngài đúng là đã không đem toàn bộ kỹ thuật lái xe dạy lại cho ta phải không vương lương trả lời kỹ thuật lái xe ta đã đem toàn bộ giao cấp lại cho ngài hết rồi chỉ là ngài khi sử dụng đã có sai sót mà thôi muốn điều khiển tốt xe ngựa mấu chốt là ở chỗ ngựa phải an tâm kéo xe lòng người phải tập trung điều khiển ngựa sau đó mới có thể gia tăng tốc độ chạy đến phương xa ngài thì sao khi bị rớt lại phía sau thì ngài nghĩ phải đuổi kịp ta còn khi vượt lên phía trước thì ngài lại lo lắng ta sẽ đuổi kịp và vượt qua ngài ngài xem việc đua xe ngựa lần này không chỉ là lúc rớt lại sau mà cả lúc dẫn đầu tâm tư của ngài đều đặt hết vào ta thì sao có thể chuyên tâm điều khiển ngựa được đây mới chính là nguyên nhân khiến ngài bị thua triệu tương tử nghe xong bừng tỉnh đại ngộ nhận ra lỗi sai của mình nói ngài nói thật chí lý sâu sắc câu chuyện xưa nói cho chúng ta một đạo lý rằng vô luận là làm việc gì trong quá trình hướng về mục tiêu đã định thì trước sau đều phải dụng tâm chuyên nhất một lòng một dạ không phân tâm tập trung cao độ loại bỏ hết thảy sự quấy nhiễu của những tạp niệm những suy nghĩ không cần thiết thông suốt nội dung chủ yếu tài nghệ thành thạo thì mới nhanh chóng đạt được mục tiêu tăng quốc phiên là một vị quan nổi tiếng của triều đại nhà thanh những tư tưởng và tu dưỡng của ông đã cổ vũ khích lệ cho hậu thế nhưng tư chất bẩm sinh mà trời ban cho ông lại không được cao hay nói đúng hơn là rất kém thời thiếu niên có một hôm tăng quốc phiên ở nhà đọc sách có một tên trộm ẩn nấp trong nhà đợi tăng quốc phiên đi ngủ để lấy trộm một vài thứ nhưng tên trộm đợi mãi mà Tăng Quốc Phiên vẫn không ngừng lật qua lật lại đọc một bài văn. Tên trộm tức giận, nhảy ra và nói, trình độ như thế này thì đọc được sách gì? Tên trộm nói xong, lập tức đọc thuộc lòng một lượt bài văn này, rồi ngây ngang bỏ đi. Nhưng Tăng Quốc Phiên cũng không vì thế mà nản chí. Trái lại, ông càng siêng năng, dụng tâm chăm chỉ học hơn. Cuối cùng, ông đã trở thành một vị danh nhân nổi tiếng trong lịch sử còn tên trộm thông minh kia thì đã vùi lấp trong dòng chảy dài của lịch sử từ bao giờ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng là như thế bất kể là một công việc gì dù lớn hay nhỏ đến đâu thì đều phải dụng tâm tập trung chăm chỉ kiên nhẫn làm thì mới mong có được thành công cho dù là ở thời nào ở hoàn cảnh nào đi nữa trong công việc hay trong cuộc sống người dụng tâm chuyên nhất một lòng một giả dạ, không đứng núi này trông núi nọ thì cũng luôn được lòng người và đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc đời câu chuyện thứ hai xem tướng không bằng xem tâm xem tướng không bằng xem tâm nhưng tâm lại hiển hiện ra tướng vậy nên người xưa luôn có câu tâm sinh tướng vậy tâm sinh tướng là gì trước đây có một vị thư sinh tên là tiêu hùng cùng vài người bạn học đón thuyền đi và kinh thành dự thi có một ngày thuyền của họ dừng lại ở một bến nọ vừa lúc gặp một ông thầy xem tướng số thầy tướng số nhìn tướng mạo và nói với tiêu hùng rằng ánh mắt các hạ có thần khí thất tán mũi ửng màu đỏ sắc mặt cùng làn da có màu xám như gan heo, đây đều là dấu hiệu không tốt. Các hạ lần này vào kinh chẳng những thi không trúng, mà e là còn có thể gặp họa sát thân, không bằng các hạ quay về quê là tốt nhất. Tiêu Hùng nghe xong, tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng vì bản thân là người đọc sách thánh hiền, nên tâm tính tương đối hiền lành, vì vậy vội vàng nói cảm ơn thầy tướng số, rồi sau đó cũng chẳng đề bụng những lời kia nữa. Ngày hôm sau, ở tầng trên của thuyền có một vị tỷ nữ, khi đem nước hát xuống sông, không cẩn thận đánh rơi mất một chiếc vòng đeo tay bằng vàng. Vòng tay rơi xuống kẹt ở khe hở mép thuyền bị một người thủy thủ trên thuyền nhặt được rồi cất giấu ở trong áo. Một lúc sau, tầng trên thuyền phát ra một tiếng động rất lớn, thì ra nữ chủ nhân phát hiện vòng tay bị mất nên cho rằng người tỷ nữ kia ăn cắp, lớn tiếng trách mắng tỷ nữ. Người tỷ nữ không thể minh oan được nên uất ức nhảy qua cửa sổ lao mình xuống sông tự vẫn. Tiêu Hùng vốn rất giỏi bơi lội, khi thấy người tỷ nữ nhảy xuống sông thì cũng vội vàng nhảy xuống, cứu được tỷ nữ đưa lên thuyền, lại còn âm thầm đi tìm người thủy thủ kia khuyên trả lại chiếc vòng tay. Hành động của Tiêu Hùng không chỉ giải oan cho người tỷ nữ, mà còn làm cho người thủy thủ không mang tiếng xấu nhặt của rơi không trả lại, thực sự là một hành động toàn vẹn đôi bên. Bởi vì gặp sóng gió quá lớn nên thuyền phải dừng lại bến hơn 10 ngày. Thật trùng hợp, vị thầy tướng số kia cũng lại xuất hiện, nhìn thấy Tiêu Hùng, ông nhìn chăm chú một lúc rồi sau đó chắp tay nói với tiêu hùng rằng công tử làm việc thiện gặp giữ hóa lành đã đem hung tướng hóa thành thiện lành thật là đáng mừng tiêu hùng ngạc nhiên hỏi vì sao ngài lại nói như vậy thầy tướng số nói thần sắc trên mũi của công tử trước đây có màu đỏ nhưng nay biến thành màu vàng nhạt hai lông mày có màu tím mà bóng mượt hai mắt phát ra ánh sáng sáng trong như mắt rồng mắt lân trên khuôn mặt tỏa ra ánh sáng ngũ sắc đây là dấu hiệu của sao văn tinh hiện ra, như vậy công tử nhất định sẽ trúng khoa thi đợt này. Tiêu Hùng nghe vậy lắc đầu nói, thuyền này vì sóng gió mà đã trì hoãn ở đây nhiều ngày rồi, coi như hôm nay lại khởi hành, tính lại thời gian, thì cũng không đến kịp ngày thi, thì làm sao có thể nói đến công danh đây. Thầy tướng số lại nhìn kỹ khuôn mặt của Tiêu Hùng thêm lần nữa rồi quả quyết nói, ta quan sát thần sắc của công tử, thấy đã truyền từ họa giữ sang phúc lành. Công tử chuyến này nhất định là thi đậu, tiền đồ rộng lớn, cho dù có đến chế kỳ thi, cũng có thể sẽ gặp được Hoàng Ân đặc biệt, công tử không thể không đi. Nghe vậy, Tiêu Hùng lại quyết tâm vào Kinh Thành. Khi vào đến Kinh Thành thì đột nhiên nghe tin trường thi bị cháy, các bài thi của thí sinh bị hỏa hoạn cháy sạch. Hoàng đế hạ lệnh tổ chức cho các sĩ tử thi lại lần nữa, vì vậy Tiêu Hùng vẫn còn có cơ hội tham gia trường thi. Quả nhiên, Tiêu Hùng được sao văn tinh soi chiếu, đỗ đầu trạng nguyên. Trước ngày yết bảng, bỗng có mấy đứa trẻ ca hát rằng, trường thi không bốc cháy sao có tiêu trạng nguyên ý là nếu ngày đó trường thi không bị cháy thì nay làm sao có thể có được trạng nguyên họ tiêu đây kỳ thực giữa tâm và tướng nó có sự đối ứng với nhau và đối ứng với số mệnh của một người nhưng điều then chốt để cải biến một người chính là tâm tính câu chuyện trên cho thấy một người cho dù hiện tại có tướng mạo hung dữ thế nhưng trong cuộc sống ngày thường trong tâm luôn chứa thiện niệm luôn làm việc thiện thì tướng mạo hung dữ kia chẳng mấy chốc mà thay đổi thành tướng mạo hiền lành phúc hậu ngược lại cho dù hiện tại người này có vẻ mặt phúc hậu nhưng nếu không biết làm việc thiện tích đức ngày thường trong đầu luôn nổi lên ý niệm tham lam cùng oán hận thì tướng phúc hậu kia cũng sẽ dần biến mất tâm mới là điều then chốt quyết định tướng mạo của một người vậy nên mới có câu xem tướng không bằng xem tâm câu chuyện thứ ba chăm nghe không bằng một thấy liệu có luôn đúng vào thời đông chu đó chiến tranh liên miên các nước chư hầu loạn lạc dân chúng phiêu bạt điêu linh lầm than đói khổ thầy trò khổng tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí, tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. May mắn thay sau một lộ trình dài đầy vất vả đói khát, ngày đầu tiên đến đất tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh khổng tử, nên đem biếu thầy trò ông một ít gạo. Khổng tử liền phân công cho tử lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn nhan hồi thì đảm nhận việc thổi cơm. Tại sao khổng tử lại giao cho nhan hồi một đệ tử đạo cao đức trọng mà ông đã đặt nhiều kỳ vọng nhất phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đám học trò của ông đói kém, vất vả dài ngày như vậy thì việc phân công cho nhan hồi tạm thời quản việc nấu nướng, bếp núc là chu toàn và hợp lý hơn cả. Vậy là tử lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, nhan hồi thổi cơm ở nhà bếp, khổng tử nằm đọc sách ở nhà trên, nơi ông nằm đọc sách vừa hay cũng đối diện với nhà bếp, chỉ cách một cái sân nhỏ đang đọc sách bỗng khổng tử nghe một tiếng cộp từ dưới nhà bếp vọng lên. Khổng tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy nhan hồi từ từ mở vung, lấy đũa sới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, nhan hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng. Hành động của nhan hồi không lọt qua được đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng, chao ôi, học trò tốt nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mặt như thế này ư chao ôi bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói sau đó tử lộ cùng các môn sinh khác mang rau về nhan hồi lại luộc rau khổng tử vẫn nằm im đau khổ công việc nấu nướng cuối cùng cũng xong xuôi nhan hồi và tử lộ dọn cơm lên nhà trên tất cả các môn sinh chắp tay mời khổng tử xơi cơm khổng tử ngồi dậy và nói rằng các con ơi chúng ta đi từ đất lỗ sang tề đường xa vạn dặm thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc dãi nắng dầm mưa đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau các con vẫn một dạ theo thầy trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm khát nước hôm nay ngày đầu tiên đến đất tề may mắn làm sao thầy cho ta lại có được bữa cơm bữa cơm đầu tiên trên đất tề này làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương và nước lỗ thầy nhớ đến cha mẹ thầy cho nên thầy muốn sới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy các con bảo có nên chăng chữ nhan hồi đứng im còn các môn sinh đều chắp tay thưa dạ thưa thầy nên ạ à. khổng tử lại nói nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không tất cả học trò không rõ ý khổng tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau lúc bấy giờ nhan hồi liền chắp tay thưa dạ thưa thầy nồi cơm này không được sạch khổng tử hỏi tại sao nhan hồi thưa khi đang nấu con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa chẳng may một cơn gió tràn vào bổ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nổi cơm con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra định vứt đi nhưng lại nghĩ cơm thì ít chúng huynh đệ lại đông nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình chung là mất một phần ăn các huynh đệ của con hẳn phải ăn ít lại vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả huynh đệ ăn trước phần cơm bẩn ấy còn phần cơm sạch để dâng thầy và mọi người thưa thầy như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi bây giờ con xin phép không ăn cơm nữa con chỉ ăn phần rau và thưa thầy nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ à. nghe nhan hồi nói xong khổng tử ngửa mặt lên trời mà than rằng chao ôi thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật chao ôi suýt tí nữa là khổng tử này trở thành kẻ hồ đồ thấy mới tin không thấy thì không tin câu nói này dường như đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người Chẳng vậy mà dân gian vẫn thường truyền tụng câu, chăm nghe không bằng một thấy. Tuy nhiên vẫn có nhiều việc, thấy rằng mười mươi là như thế mà vẫn chưa hẳn là như thế. Bởi lẽ đằng sau mỗi sự việc hiện tượng còn có các mối quan hệ nhân duyên chồng chồng chéo chéo vô cùng phức tạp, biến ảo khôn lường. Cho nên mới nói, chỉ dựa vào đôi trong mắt thịt này mà đã vội vã kết luận về một con người hay vấn đề, hoặc sự vật hiện tượng nào đó là tốt hay là xấu thì nhiều khi quả là không thể tránh khỏi những nhận định chủ quan phiến diện thậm chí là sai lầm đến mức hồ đồ để rồi khi kịp nhận ra và muốn sửa sai hay khắc phục thì e rằng cũng là quá muộn lại có những sự việc hiện tượng con người ta không thể nghe thấy không thể nhìn thấy lại càng không thể sờ thấy mà vẫn luôn hiển nhiên tồn tại như một chân lý khách quan vĩnh hằng và bất biến vậy nếu ta vẫn giữ nguyên quan điểm thấy mới tin không thấy thì không tin thì thử hỏi làm sao mà tiếp cận chân lý một cách sáng suốt và thấu đáo cho được ví thử như chuyện nhân quả nghiệp báo chuyện tích đức hành thiện chuyện đề cao cảnh giới tư tưởng và thăng hoa tầng thứ sinh mệnh con người thông qua tu luyện và hồi thăng những giá trị đạo đức truyền thống bởi thế nên con người ta ngoài phần nhận biết sự việc hiện tượng một cách cảm tính thì cũng cần có sự suy xét vấn đề một cách khách quan và lý tính việc nhỏ cũng như việc lớn nếu không thật sự bình tĩnh khoan dung dùng trí huệ mà suy xét vấn đề thì e rằng đến cả bậc thức giả hiền triết cũng khó mà tránh khỏi có những lúc đưa ra nhận định chủ quan sai lầm không đáng có câu chuyện thứ tư đây chính là đường lui tốt nhất của kiếp nhân sinh người xưa có câu lộ giao chi mã lực nhật cửu kiến nhân tâm nghĩa là đường xa biết sức ngựa ngày dài tỏ lòng người một người lương thiện cũng vậy họ sẽ không bị thời gian làm cho mai một âm mưu của kẻ tiểu nhân hãm hại tô đông pha trong thi án ô đài và điều bất ngờ lần đầu làm quan tô đông pha đảm nhiệm chức thông phán tại phủ phượng tường khi đó tại phủ phượng tường có vị thái thú là trần hy lượng mới nhận chức và quan hệ của ông với tô đông pha không tốt lắm trần thái thú xuất thân là người học võ nhưng là một vị quan rất mực công bằng chính trực rất có tiếng tăm nhưng với ông tô đông pha lại chỉ là một thư sinh vô dụng xuất thân bần hàn tuổi thiếu niên có chút đắc ý và bồng bột do vậy mỗi khi tô đông pha viếng thăm ông đều không cho tiếp kiến đôi khi thái thú còn để ông đợi ngoài cửa rất lâu lâu tới mức đủ để một người có thể ngủ chưa một giấc ngon lành. Mãi cho tới một năm hỏa hoạn giáng xuống thiểm Tây, rất nhiều rau màu đều thất thu, lê dân rơi vào nạn đói. Một lần nọ, khi Tô Đông Pha và Trần Thái Thú đi tuần ngoài thành, nhìn thấy một vài thi thể của các em nhỏ chết đói nằm ven đường, Tô Đông Pha bật khóc như mưa. Ông vừa khóc dòng vừa mang thi thể đi mai táng. Sau đó Tô Đông Pha còn tích cực tổ chức quyên góp từ thiện, xây dựng một trại nuôi dưỡng cô nhi và cứu được 30, 40 cô nhi bị đói khát mang về nuôi dưỡng trong nhà mình. Những nghĩa cử này Trần Thái Thú đều để mắt tới. Dẫu vì thể diện, ngoài miệng ông không muốn nói ra, nhưng cách nhìn của ông về Tô Đông Pha đã thay đổi rất lớn. Sau này Tô Đông Pha gặp phải thi án ô đài, Tô Đông Pha dùng thơ để ngầm diễu cợt triều đình và sắp bị lưu đày tới Hoàng Châu xa xôi. Trần Tháo, con trai của Trần Thái Thú đang sống ẩn cư ở đây, có kẻ tiểu nhân trong triều cho rằng năm xưa tô đông pha có thù oán với phụ thân của trần tháo bèn giáng chức ông đẩy đến hàng châu để trần tháo dễ bể đối phó với tô đông pha nhân cơ hội này mà mượn dao giết người nhưng trần tháo lại nghe không ít những lời tốt đẹp về tô đông pha từ chính miệng cha mình nên ngược lại ông lại trở thành bạn tốt và giúp đỡ tô đông pha trong suốt thời gian tô đông pha bị đẩy đến hàng châu người xưa có câu lộ giao chi mã lực nhật cửu kiến nhân tâm nghĩa là đường xa biết sức ngựa ngày dài tỏ lòng người. Một người lương thiện cũng vậy, họ sẽ không bị thời gian làm cho mai một. Đối với Tô Đông Pha mà nói, rất nhiều nghĩa cử thiện tâm của ông năm đó, đến gần hai mươi năm sau, không chỉ giúp ông thoát khỏi được tai họa âm mưu từ trước, mà còn giúp ông có được một tình bạn chân thành. Mọi việc mà con người làm, dường như đều là một mũi tên bay ngược trở lại rất lâu, rất lâu trong không gian. Bạn quăng đi gai góc thì cuối cùng người bị gai đâm lại là chính mình bạn quăng đi hoa thơm, thì cuối cùng hương thơm lại thấm đầy tay áo. Những gì bạn làm cho người khác bây giờ chính là đang làm cho bản thân mình. Kết được là trái thiện hay trái ác thì người nhận được cuối cùng không phải một ai khác, mà là chính bản thân bạn. Chặng đường đời đầy sóng gió nhưng vô cùng ấm áp tình người của Tô Đông Pha. Ở Từ Châu, Tô Đông Pha từng sớm tối không nghỉ, trầm mình trong bùn lầy, vật lộn với con lũ suốt 45 ngày để cứu bách tính. Ở Hàng Châu, ông xây dựng tô đề tu sửa đường dẫn nước giải quyết được nỗi lo nước lũ hàng nghìn năm của thành tô châu ở mật châu ông diệt nạn châu chấu cứu chúng dân khỏi nạn đói một đứa con bất hiếu âm thầm bán nhà của mẫu thân mình cho tô đông pha sau khi biết chuyện tô đông pha không quản hoàn cảnh khó khăn của bản thân lúc đó ông đã trả lại ngôi nhà cho bà lão mà không lấy lại một đồng ngô vị đạo một thư sinh nghèo bị bắt vì đã mạo danh tô đông pha để vận chuyển lậu tơ lụa tới hàng châu khi Tô Đông Pha biết được rằng cậu ta chỉ vì quá nghèo nên muốn tiết kiệm một chút lộ phí để kịp đi thi, bèn đổi cho ngô vị đạo hai lạng bạc theo đúng giá tơ lụa lúc đó. Tô Đông Pha đã làm rất nhiều việc đại thiện lay động trời đất. Trong cuộc sống nơi đâu ông cũng thực hành những việc thiện nhỏ. Cả một đời chắc trở, đầy gió xương, nhưng ông vẫn luôn luôn trải ân trạch thiên hạ bằng tấm lòng lương thiện của mình. Xưa có câu, ở hiền thì gặp lành, vậy nên tô đông pha luôn nhận được sự ưu ái từ các vị hoàng hậu đương thời sau khi xảy ra thi án ô đài chính hoàng hậu nhân tông đã cứu mạng ông sau này ông được hoàng hậu anh tông để bạt trong những năm cuối đời nếu không phải hoàng hậu thần tông chấp chính thì ông sớm đã phải bỏ mạng nơi đất khách xa xôi mã mộng đắc một người bạn của ông dẫu đi tới đâu cũng sát cánh bên ông ông mã vô cùng tín nhiệm và sùng bái ông dẫu phải cùng ông chịu khổ sống những ngày tháng nghèo khổ, ông mã cũng cam lòng. khi tô đông pha lo lắng vì gặp nạn đói ở phương nam xa xôi, vẫn thường có người hàng xóm làm nông bình thường mang đến cho ông một gáo nước, một hú đồ ăn, hoặc vị thái thú tại địa phương cũng mang đến cho ông một hú rượu, một đĩa thịt. thậm chí có vị quan viên vì để tiếp tế cho tô đông pha, hay đến quá gần ông mà bị cách chức cũng không hối tiếc. ở đàm châu, khi tô đông pha rơi vào cảnh không nhà không cửa thì cậu thư sinh nghèo tại địa phương lại tự phát tổ chức mọi người dựng giúp ông một cái am chầu cao làm nơi dung thân. Khi ông bị áp giải đến Bắc Quy, mỗi một thành ông đặt chân tới, dân chúng hàng vạn người đều đổ ra đường. Mọi người đều đợi ở cổng thành để chào đón con người lương thiện này, họ tung hoa chúc mừng như mưa khắp nơi. Tô Đồng Phà vẫn luôn được người khác yêu mến và bảo vệ, bởi đối với ai, ông cũng đều dành sự yêu mến sâu sắc, đồng cảm và cống hiến như vậy. Ông từng nói: Ta trên có thể bầu bạn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, dưới có thể bầu bạn cùng những đứa trẻ ăn mày ở viện Ti Điền, nhìn thiên hạ trước mắt không ai không phải là người tốt. Do sự hồi đáp của thiện tâm mang lại, Tô Đông Pha đã sống yên lòng, an vui trong những chuỗi ngày gian nan nhất của cuộc đời mình. Những gì bạn làm cho người khác, đều là những gì bạn làm cho mình. Khi cứu vớt người khác, bạn cũng sẽ được người khác cứu vớt. Nếu bạn muốn được người khác yêu thương thì trước tiên hãy yêu người khác. Nếu bạn muốn được quan tâm, trước tiên phải quan tâm người khác. Nếu bạn muốn hạnh phúc, trước tiên hãy đem đến niềm vui cho người khác. Khi bạn gặp phải kiếp nạn, sự lương thiện của bạn sẽ giúp bạn trải qua chặng đường gian khổ nhất. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, đời cha tích đức đời con hưởng phước. Những năm Cản Long, tần đại sĩ hậu nhân của tần cối, khi đối diện với bức tượng tiền nhân của mình đã quỳ cả nghìn năm trước tượng nhạc phi, ông phải cảm khái thốt lên, người sau thời tống đều nhục vì mang danh cối, tới trước mộ ta phải xấu hổ vì họ tần. Còn Phạm Tổng Văn, nhờ một câu của tiên tổ là Phạm Trọng Yểm, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ mà được Chu Nguyên Trương cấp cho năm lần cơ hội được miễn tội chết. Cuộc đời một con người, đa số những lựa chọn cũng đều trở thành trốn lui của mình về sau. Trong rất nhiều sự lựa chọn, lương thiện vẫn luôn là điều chắc chắn nhất đảm bảo bạn có được một tương lai tốt đẹp bởi lẽ con người hễ đánh mất sự lương thiện sẽ chẳng bao giờ còn trốn quay đầu cho nên khi đối diện với vô số ngã rẽ trong cuộc đời nếu cảm thấy thật khó lựa chọn xin hãy chọn đường thiện trước khi còn bối rối không biết mình nên trở thành một người như thế nào xin hãy là một người lương thiện bởi lẽ lương thiện là con đường cuối cùng tốt nhất trong kiếp nhân sinh câu chuyện thứ năm vạn sự hãy tùy vào trời cao sau này nhìn lại mới thấy mọi an bài đều là những điều tốt nhất tại sao những chuyện không tốt đẹp lại xảy ra với người tốt khi mất đồ gì đó hoặc xảy ra những chuyện không như ý thường thấy mọi người hỏi như thế này nhưng thế nào là chuyện không tốt đẹp chúng ta có thể xác định được không hãy đợi đã chớ vội phán xét đây là câu chuyện thú vị của trang tử có lẽ chúng ta đã nghe qua rồi mỗi khi có người nói chuyện gì với trang tử ông đều nói tốt rất tốt đây là thói quen của ông do đó đôi khi xảy ra chuyện khó xử vì có lúc có tin xấu truyền đến nhưng ông thậm chí còn chưa nghe rõ đã nói tốt rất tốt có người nói chồng tôi chết rồi trang tử liền nói tốt rất tốt dường như là không nghe thấy có người nói nhà tôi tối hôm qua bị mất trộm trang tử cũng nói tốt rất tốt một hôm có người nói với trang tử con trai ông ngã từ trên cây xuống ngã gãy chân rồi trang tử liền nói tốt rất tốt vì vậy mọi người cho rằng ông đã không hiểu ý nghĩa của chữ tốt rồi một hôm người làng tập hợp đến thăm và hỏi ông ông có thể cho chúng tôi biết cái mà ông nói là tốt đó nghĩa là gì không vì bất kể chuyện gì chúng tôi nói với ông thậm chí cả việc bất hạnh hoặc vận hạn ông đều nói tốt sáng hôm nay con trai ông ngã từ trên cây xuống ngã gãy cả chân nó là chỗ dựa cho ông khi tuổi già nhưng giờ thì ngược lại ông phải chăm sóc nó đó là bất hạnh mà ông lại nói là tốt trang tử nói hãy đợi đã cuộc sống chẳng thể nào dự tính trước được một năm sau quốc gia mà trang tử sống và quốc gia láng giềng bị cuốn vào cuộc chiến tranh do đó người trẻ tuổi đều bị ép phải nhập ngũ chỉ còn lại con trai trang tử không phải đi vì anh ta thọt chân thế là dân làng nói ông dường như liệu việc như thần khi ông nói tốt sự tình liền chuyển biến thành tốt trang tử nói hãy đợi đã đừng vội thế sự khó lường sau đó không lâu con trai ông đính hôn với một cô gái không ngờ ngày hôm sau nhà gái hủy hôn vì nhà gái phát hiện ra con trai ông không thể đi lại được thế là có người lại nói cuối cùng có vẻ vẫn là chuyện bất hạnh trang tử nói hãy đợi đã chớ vội phán đoán một tuần sau cô gái vốn định lấy con trai ông bỗng đột tử lúc này người làng lại đến nói với trang tử sao ông lại biết vậy có phải ông đã biết trước cô gái ấy sẽ chết trang tử nói hãy đợi đã đừng vội một người đã nhìn thấu triệt cuộc đời sẽ không phán đoán họ cũng sẽ không cố né tránh bất kỳ việc gì vì họ biết bất kể xảy ra việc gì đều là việc tốt tốt quá rồi tốt quá rồi tôi biết người thường rất khó tin nhất là những người trải qua cuộc sống rất vất vả chịu đủ đau thương gặp phải thất bại tai nạn nhất định sẽ cho rằng đây là nói bừa hiện nay công việc gian nan buôn bán khó khăn cũng là việc tốt ư đúng vậy chúng ta nên chúc mừng chúng ta có công việc hoặc làm ăn khó khăn. Nếu không như thế, có lẽ mọi người đã tranh nhau làm tranh với chúng ta rồi. Vậy tôi bị bệnh nhập viện, thì nói thế nào? Như vậy chúng ta mới hiểu được chăm sóc bản thân mình, mới bắt đầu chú ý sức khỏe thân thể, thay đổi thói quen không tốt về ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, định kỳ kiểm tra sức khỏe. Chưa biết chừng còn bắt đầu tập luyện, thì đây cũng được coi là việc tốt, đúng không nào? Chồng tôi bỏ đi rồi, tôi chán nản quá rồi tôi không biết cuộc sống sau này không có anh ấy thì sống thế nào chúng ta làm sao biết được sau này chúng ta sống như thế nào không có người ta có thể sống càng tốt hơn vậy tôi thì sao tôi ly hôn chồng anh ta còn bảo tôi là anh ta chưa từng yêu tôi thật lòng chẳng lẽ đó cũng là việc tốt đúng vậy đây chính là trong cái rủi có cái may nếu như chồng chị rất yêu chị có phải giờ đây chị càng đau khổ hơn phải không tôi nghe nói có một vị tiên sinh thường nói tốt quá rồi tốt quá rồi lâu ngày câu này thành câu cửa miệng của cụ khi gặp mưa to gió lớn liên tiếp mấy ngày liền rất nhiều người rất khó chịu vì trời mãi không tạnh giáo vị tiên sinh vẫn nói tốt quá rồi tốt quá rồi mưa như thế này nếu mà toàn bộ nước mưa dồn vào trong một ngày có phải đã lũ lụt rồi đó sao ông trời đã chia nước mưa thành mấy ngày chẳng phải là rất đáng mừng đó sao có lần vợ của lão tiên sinh mắc trọng bệnh bạn bè cho rằng lần này ông ấy sẽ không nói tốt quá rồi nữa thế là mọi người cùng đến thăm vợ ông Họ vừa đi vào cổng liền sốt sắng hỏi ông, bệnh của quý phu nhân có nặng lắm không ạ? À? Nào ngờ lão tiên sinh vẫn cứ nói, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Bạn bè nghe vậy, bất giác nổi giận hầm hầm, chất vấn ông, lần này ông sai rồi, vợ ông bị bệnh, đang đau khổ nằm trên giường kia, ông lại nói tốt quá rồi, ông quá đáng quá rồi đấy. Lão tiên sinh trả lời họ một cách bất lực, các ông không biết đó thôi, tôi đã sống ngần này tuổi rồi, từ khi còn trẻ đến nay, đều là vợ tôi chăm sóc tôi lần này bà ấy bệnh rồi tôi có cơ hội chăm sóc bà ấy để báo đáp ân tình bà ấy thường ngày đã chăm sóc tôi việc này chẳng phải là việc tốt đó sao đúng vậy tất cả đều là việc tốt đó chính là lý do tại sao sự tình không tốt sẽ xảy ra với người tốt mọi người có lúc oán trách tại sao cuộc đời có đủ các loại phiền não tại sao tôi lại có nhiều vấn đề rắc rối như thế này nhiều đau khổ như thế này đáp án là chúng ta không nhìn sự tình từ quan điểm chính xác tất các những việc xấu đều là do chúng ta chọn cái danh từ việc xấu này gọi nó là việc xấu do đó không nên vội phán xét cũng không nên trách tội vì chúng ta không biết sự tình sẽ phát triển ra sao cũng không biết nó sẽ đem lại kết quả như thế nào trong cuộc đời tôi cũng đã trải qua nhiều lần thất bại mỗi lần rơi xuống đáy tôi lại tự nhủ bản thân mình phía trước còn có cái lớn hơn tốt hơn đang đợi ta nếu chúng ta hiện đang ở đáy vực đó cũng có nghĩa là đang chuẩn bị leo lên tất cả chỉ có thay đổi tốt lên chẳng phải vậy sao lúc trời đen tối nhất thì các vì sao sẽ xuất hiện sự tình sẽ càng ngày càng tốt đẹp câu chuyện thứ sáu thiện niệm là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời người phương đông có câu người ta sinh ra một thiện niệm tuy chưa biến thành việc thiện nhưng đã được thần may mắn bảo hộ rồi người phương tây tin rằng những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim thiện niệm thực sự là phương thuốc mầu nhiệm làm chấn động lương tâm con người có sức mạnh vĩ đại để xóa đi mọi hận thù. Văn hóa truyền thống cũng cho rằng thiện niệm có thể cải biến số mệnh của con người ta. Không những thế, khoa học còn cho thấy thiện niệm có khả năng cải biến sức khỏe và môi trường sống của bạn. Vậy thì thiện niệm chẳng phải là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời bạn hay sao? Một, Thiện niệm xóa tan hận thù Có những con người đã trở nên nổi tiếng nhờ vào tấm lòng thiện lương chân chính. Khi tình yêu thương xuất phát từ trái tim, họ mới có thể vượt lên sự khắc chế của thù hận sự tổn thương của bản thân để trở nên cao thượng trong ứng xử. Nhờ vậy, họ đắc được nhân tâm và trở thành những con người vĩ đại. Ví như câu chuyện về vị danh tướng lấy lừng sử Việt Trần Hưng Đạo vì nợ nước quên thù nhà. Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn. Khi ông được 9 tuổi thì gia đình xảy ra biến động. Do chú ông là Trần Thái Tông lên ngôi và kết hôn đã lâu nhưng chưa có con nối dõi. Thái sư Trần Thủ Độ đang nắm thực quyền ép cha ông là Trần Liễu phải nhường vợ là Thuận Thiên Công Chúa cho Trần Thái Tông, dù bà đang mang thai với Trần Liễu được ba tháng. Trần Liễu phẫn hận nổi dậy ở sông cái nhưng thất bại. Thái Tông nể tình anh em nên ban cho Trần Liễu đất an sinh, cải làm an sinh vương. Mang lòng hậm hực, Trần Liễu tìm khắp những người tài nghệ để dạy văn, võ cho Trần Quốc Tuấn, lập chí phục thù. Tháng 4 năm 1251, Trần Liễu ốm nặng, lúc sắp mất, ông cầm tay Trần Quốc Tuấn, trăng chối rằng, con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Nhưng Trần Quốc Tuấn lại bị đặt vào tình thế hai chữ trung hiếu chỉ làm tròn được một. Đứng trước vận nước lâm nguy, xã tắc dày xéo, ông quyết định đặt việc nước lên trên, một lòng trung thành, hết lòng phỏ tá các vua Trần đánh ngoại xâm cứu nước. Sau khi ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông, danh chấn phương Nam, lại có trong tay hàng vạn binh sĩ, việc hưng đạo vương muốn lên ngôi hoàng đế đoạt lấy giang sơn hoàn toàn không khó nhưng ông một lòng chung với vua mà thiện giải mối thù của cha người đời sau kính phục vị hưng đạo đại vương trung nghĩa kiệt xuất mà lập đền thờ ông khắp cả nước rõ ràng là chỉ có thiện tâm mới có thể xóa tan được thù hận và chỉ có thiện tâm mới có thể khiến người ta trở nên vĩ đại hơn kể cả chức vị của bạn có cao đến đâu dù bạn là thủ tướng hay tổng thống nếu bạn không có thiện tâm thì lịch sử sẽ chỉ nhớ đến bạn như một kẻ độc tài. Dù bạn có nhỏ bé đến đâu, nếu bạn có thiện tâm, thì bạn vẫn sẽ là một con người vĩ đại. 2. Thiện niệm cải biến số mệnh bản thân. Người ta nói thiện lương và đức hạnh của một người giống như kho chữ vàng có thể dùng mãi mà không cạn. Khi bạn đang giúp người khác, bạn thực sự đang giúp chính mình. Sự kiện lịch sử trong cuốn The Idea That Is America Keeping Faith with Our Values in a Dangerous World về vị Tổng thống thứ 34 của nước Mỹ, Ngài White David Eisenhower, cũng là một minh chứng cho điều đó. Vào một ngày trong Thế chiến thứ hai, Ngài White David Eisenhower, lúc đó là Tổng tư lệnh của quân đồng minh châu Âu đang trên đường quay về Tổng bộ ở Pháp để tham dự hội nghị quân sự khẩn. Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc, thời tiết lạnh lẽo, xe chạy rất nhanh, trên con đường mờ mịt, Eisenhower bỗng nhìn thấy một đôi vợ chồng già ngồi bên đường, run rẩy vì giá rét. Eisenhower lập tức ra lệnh dừng xe, bảo người phiên dịch bên cạnh ông xuống xe hỏi thăm. Một vị tham mưu nhắc nhở, thưa ngài, chúng ta phải đến kịp cuộc họp ở tổng bộ, việc này cứ giao lại cho cảnh sát địa phương xử lý đi ạ. Nhưng Eisenhower kiên quyết nói, nếu như đợi cảnh sát địa phương đến thì hai ông bà này đã bị lạnh chết rồi. Hóa ra đôi vợ chồng già đến Paris để thăm con trai nhưng xe chết máy giữa đường. Trong màn tuyết dày đặc không nhìn thấy ai cả, họ không biết phải làm thế nào. Nghe xong, Eisenhower không hề do dự lập tức mời họ lên xe và đặt cách đưa đôi vợ chồng già về nhà con trai ở Paris trước, sau đó mới quay về tổng bộ. Sự thiện lương của Eisenhower thực sự đã cứu thoát ông khỏi một vụ ám sát. Ngày hôm đó, quân Đức Quốc xã đã mai phục trên đường Eisenhower đi. Hitler đinh ninh rằng vị tổng tư lệnh quân đồng minh sẽ chết chắc nhưng kế hoạch lại không thành công do sự thay đổi hành trình đột ngột của Eisenhower. Sau chuyện này, Hitler bắt đầu nghi ngờ các tin tình báo mà mình nhận được. Ông ta nào biết rằng Eisenhower vì cứu giúp cặp vợ chồng già gặp khó khăn mà đã đi con đường khác. Xưa này luôn có rất nhiều người tin vào thuyết nhân quả, và dù bạn có tin hay không thì nó vẫn xảy ra như vậy. Vậy thì, tại sao chúng ta không bắt đầu gieo trồng thiện quả? Khi thời gian trôi qua, chúng ta có thể bảo đảm rằng mình sẽ tích được rất nhiều phúc đức. Câu chuyện thứ bảy, nhẫn một lúc sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Khi con người gặp phải mâu thuẫn, điều nên làm nhất là phải bình tĩnh. Nếu chỉ trong tích tắc mà vô tình làm bậy thì có thể sẽ để lại những tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bước hại khoát thiên không. Nhẫn một lúc thì sóng yên bể lặng, lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao. Sự tức giận sẽ khiến người ta trở nên cực đoan và thiếu lý trí nhẫn nhịn là tiền đề để tạo nên một nhân cách lớn lao. Hai câu chuyện dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về hàm nghĩa sâu xa của chữ nhẫn. Một, Nhẫn nhịn làm nên đại sự Năm Hoàng Vũ Nguyên, năm 222, Lưu Bị đích thân dẫn đại quân đến biên giới phía tây nước Ngô, tôn quyền lệnh cho lục tốn làm đại đô đốc. Trong thời gian chống lại Lưu Bị, các vị tướng ở khu vực là các lão tướng dưới thời tôn sách hoặc các hoàng thân quốc thích, họ đều có quân của riêng mình, kiêu ngạo không phục, Ban đầu, Tôn Hoàn dẫn đầu một đoàn quân khác tấn công Lưu Bị, nhưng bị Lưu Bị bao vây nên đã cầu cứu Lục Tốn. Lục Tốn nói: "Không được, các tướng lĩnh nói, tướng quân An Đông là họ hàng của chủ thượng, ông ấy bị bao vây, sao chúng ta có thể không giải cứu?" Lục Tốn nói: "Tướng quân An Đông được binh lính hộ tống, thành trì kiên cố, lương thực đủ đầy, không có gì phải lo lắng cả. Cứ thực hiện theo mưu sách của tôi, dù không cứu ông ta thì vòng vây cũng ắt sẽ bị phá." sau khi kế hoạch của lục tốn được thực hiện quả nhiên quân lưu bị bỏ chạy tán loạn lục tốn nói lưu bị nổi danh thiên hạ đến cả tào tháo cũng phải e sợ ông ta nay ông ta tiến quân vào lãnh thổ nước ta đây là một kẻ địch không hề tầm thường các vị đều nhận được ơn trạch của quốc gia thì nên hỗ trợ lẫn nhau cùng nhau quét sạch kẻ địch này nhận được ơn huệ của bể trên mà nay ta lại không hoàn thuận điều này là không nên sở dĩ nước nhà bắt các vị phải nghe theo lời dẫn quân của tôi là bởi vì nghĩ rằng vẫn còn dùng được tôi, vì tôi có thể nhẫn nhịn. mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm của mình, nào có thể đùn đẩy cho nhau. quân lệnh là không thể làm trái. đến khi đánh bại được lưu bị đều nhờ vào mưu kế của lục tốn. lúc này các tướng với thành phục, đó chính là nhẫn nhịn làm nên việc lớn. hai, nhẫn nhịn là trí tuệ. trong chuyện cổ tu luyện của phật milarepa, ngài đã bị người bác và cô chiếm mất tài sản. Người bác cùng người trong thôn đã dùng đá đánh ngài, còn người cô thì lừa ngài để chiếm đoạt ruộng đất. Nhưng Milarepa là một người tu hành chân chính, ngài nói với người cô rằng: "Tôi là một người tu hành, việc và người tu hành cần phải làm là nhẫn nhịn, nếu không thể nhẫn khi gặp nghịch cảnh thì sao có thể tu nhẫn được? Nếu đêm nay tôi chết đi, chẳng những không cần đến đất đai mà bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tu Phật quan trọng nhất là tu nhẫn, cô chính là nơi tôi học cách nhẫn nhịn." sở dĩ tôi có thể đi vào con đường chính pháp cũng là nhờ ơn của bác và cô để báo đáp ân đức cho hai người tôi phát nguyện hy vọng tương lai hai người sẽ thành phật chẳng những tôi không cần đất mà cả nhà tôi cũng có thể cho cô nữa bởi vì đã quyết định từ bỏ tài sản và đất đai lòng milarepa cảm thấy bình thản vô cùng ngài rời bỏ thế tục để lên hang núi tu hành nhưng tại đó thiếu thốn đủ đường thậm chí bánh bội mang theo ngài cũng ăn gần hết cuối cùng milarepa không còn gì để ăn nữa nhưng lại không muốn từ bỏ nghiệp tu hành để đi tìm thức ăn, ngài ăn cây tầm ma để sống và tiếp tục tu hành đến mức chỉ còn da bọc xương, lông tóc cũng biến thành màu xanh lục do loài thực vật này. Chính vì có khả năng nhẫn nhịn hơn người nên cuối cùng Milarepa đã tu thành Phật. Nhẫn nhịn có thể làm nên đại sự, nhẫn nhịn cũng là trí tuệ, nhưng nhẫn không chỉ là lùi một bước, mà nhẫn còn là phẩm chất kiên định không lay động trước mọi sóng gió của cuộc đời. Câu chuyện thứ 8 tâm an là phúc đức lớn nhất của đời người trong tâm an ngâm của tác giả thiệu ung văn sĩ nổi tiếng triều nhà tống có viết trong tâm mà an tĩnh thì thân sẽ tự nhiên an tĩnh khi thân an tĩnh rồi thì thấy phòng ốc cũng tự nhiên rộng rãi hơn khi nội tâm và thân thể đều an tĩnh thì còn có điều gì làm cho phiền não được một thân thể nhỏ chỉ cần tâm an thì sẽ cao lớn vững chắc như núi thái sơn vậy một phòng ốc nhỏ chỉ cần tâm rộng nó sẽ trải dài như trời đất vậy một người nếu tâm định như núi không bị những sự tình nơi trần gian hỗn loạn làm quấy nhiễu mê hoặc thì đó chắc chắn là người đắc đạo đại trí tuệ. Người mà trong tâm thấp thỏm lo âu thì sẽ thường thường bị mọi sự tình làm cho mệt mỏi, quấy nhiễu. Một người có nội tâm an tường, khi đối mặt với hết thầy cực khổ nhân sinh đều có thể xem nhẹ. Người ấy cũng tự nhiên sống được thản đãng hơn. Người có nội tâm bất an, đã không có tâm cảnh tự tại, mà hạnh phúc cũng không có. Bởi vậy, thi nhân đường bá hổ, chiều nhà minh mới nói, tâm an là phúc. Thông thường khi có những sự tình không tốt sắp xảy đến, tâm người ta sẽ lo lắng, bất an. Đó là bởi vì giữa con người và ngoại cảnh tự nhiên có mối quan hệ mật thiết với nhau, cũng là điều mà cổ nhân gọi là thiên nhân hợp nhất. Trong tả truyện chép, vua nước sở là sở vũ vương nói với vợ của ông rằng, gần đây ta luôn thấy lo lắng trong tâm. Vợ của sở vũ vương nói, tâm mà rối loạn thì hết thảy phúc lộc của bệ hạ cũng đều sẽ bị mất đi. Quả nhiên không lâu sau thì sở vũ vương qua đời. Cổ nhân nói, người có thiện thì tâm định thể an, người tốt cả đời được bình an, bởi vì người tốt sẽ không làm ra những chuyện ác, chuyện đáng xấu hổ, nửa đêm có tiếng gõ cửa tâm cũng không sợ. Lại có một câu chuyện như thế này, một người quá phụ nhảy xuống sông với mong muốn tìm đến cái chết, may mắn được ông lái đỏ đi ngang qua cứu vớt. Ông lái đỏ hỏi người quá phụ, cô tuổi còn trẻ, tại sao lại muốn tìm đến cái chết? Người quá phụ khóc và nói, bởi vì chồng của tôi đột ngột chết nên tôi cũng không thể sống nổi nữa. Ông lái đò hỏi, cô kết hôn được bao lâu rồi? Người quá phụ trả lời, được ba năm. Ông lái đò lại hỏi, lúc chưa kết hôn, cuộc sống của cô thế nào? Người phụ nữ nhớ lại quãng thời gian trước khi kết hôn, vẻ mặt trầm mặc một chút, và nói, cuộc sống của tôi khi đó rất tự do tự tại, không lo nghĩ, có rất nhiều hy vọng về cuộc sống tương lai. Ông lái đò nói, khi chưa kết hôn cô cũng chỉ có một mình chẳng phải vẫn cảm thấy hạnh phúc sao người phụ nữ suy nghĩ rồi chợt tỉnh ngộ gương mặt trở nên tươi sáng hơn cô nói đúng vậy kỳ thực tôi thật hồ đồ thực ra trong cuộc đời đôi khi đang ở vào trạng thái khó khăn nhất nếu có thể thay đổi khía cạnh nhìn nhận thay đổi ý niệm suy nghĩ lạc quan tích cực và nghĩ thoáng hơn một chút chúng ta sẽ phát hiện ra rằng mọi phiền não sẽ được giải quyết tương lai phía trước sẽ rộng mở và sáng sủa hơn hiện tại rất nhiều bởi vậy có thể thấy, tâm an còn đáng giá hơn bất kể vật chất tài phú gì nơi thế gian này. Câu chuyện thứ 9, thế nào mới thực sự là buông xả? Buông xả chính là đối với quá khứ đã không còn nhớ nghĩ gì đến nữa, với người đã rời đi, không còn chút vương vấn bận lòng, với những điều không làm được, cũng đừng tự trách bản thân, còn những điều không có được thì cũng đừng lưu luyến quá. Buông xả không chỉ là chịu trách nhiệm với bản thân, và cũng là sự tôn trọng với người khác càng là nhìn thấu với mọi điều đời người vốn vô thường mọi chuyện nguyên đều khó đoán trước vậy nên gặp được rồi hãy biết chân quý bỏ lỡ rồi hãy cố gắng quên đi rồi hãy mỉm cười bước trên một đoạn hành trình khác của đời người học được buông xả chính là hiểu được không phải chuyện gì cũng đều so sánh với người ta thiếu sót lớn nhất của đời người chính là luôn thích so sánh với người khác so sánh với người giỏi hơn mình chỉ càng khiến ta thêm tự ti so sánh với kẻ tầm thường chỉ khiến ta thêm thấp kém so sánh với người yếu kém hơn mình chỉ khiến chúng ta thêm phần tự mãn so sánh từ bên ngoài là căn nguyên khiến tâm hồn ta sao động không thể tự chủ được mình cũng khiến cho biết bao người đã đánh mất bản thân che lấp mất mùi hương thơm ngát sẵn có trong tâm hồn chúng ta có câu chuyện kể rằng có một người câu cá ở bên bờ sông mỗi lần câu được con cá nào đều phải lấy thước ra đo một cái chỉ cần con cái lớn hơn cái thước ông đều ném nó trở lại sông người khác thấy thế đều lấy làm khó hiểu bèn hỏi người ta câu cá ai cũng đều mong câu được cá lớn còn ông lại đều ném các con cá lớn trở lại sông vì sao vậy người này thoải mái đáp lại rằng bởi song chảo là tôi chỉ rộng một thước như vậy thôi con cá lớn quá thì không chứa nổi không để cho những dục vọng không đáy lèo lái kết tâm của mình đủ dùng là được rồi cũng là thái độ nhân sinh không tệ có câu hoa mai kém tuyết ba phần trắng tuyết lại nhường mai một mùi hương chỉ cần tự tâm mình thấy đủ là được rồi không cần tham cầu đây cũng là một phẩm đức quan trọng trong tu dưỡng của mình vốn dĩ hoa mai không cần phải ngưỡng mộ hoa mẫu đơn ánh trăng mát dịu không cần phải đố kỵ với ánh mặt trời chói chang làm gì khi bạn ngừng oán trách cũng chính là đã hiểu được phải nên buông xả như thế nào rồi sở dĩ oán trách chẳng qua là bởi chín chữ này buông không xuống nhìn không thấu quên không được có đôi vợ chồng nọ sau khi kết hôn ngày nào cũng mâu thuẫn hục hặc với nhau. Một hôm, cả hai không thể chịu đựng thêm được nữa, cùng nhau đến gặp ông Minton Highland Lan Erickson nhà tâm lý học tiếng tâm lừng lấy thời bấy giờ. Ông ericsson nghe hai bên trách móc nhau không thôi, đã nói một câu. Mục đích ban đầu khi hai cô cậu kết hôn chính là vì để lục đục với nhau cả ngày không ngưng không nghỉ như thế này ư. Hai vợ chồng nghe xong lập tức tỉnh ngộ. Kiểm soát cảm xúc của bản thân, học biết làm chủ cảm xúc, đây là liều thuốc tốt nhất để buông xả bạn không thể kiểm soát được người khác nhưng lại có thể kiểm soát bản thân mình bạn không thể kiểm soát được thời tiết nhưng lại có thể cải biến tâm trạng của chính mình đời người buồn khổ hà cớ chi cứ phải vướng mắc có câu ăn mặc không cần phải vò đầu còn có ít rượu để ta say mặt trời mỗi sáng đều thăng lên cớ chi ta phải khiến ta sầu có câu chuyện như sau có một tiểu hòa thượng đi lấy nước trên đường về chẳng may bị rắn cắn sau khi về đến chùa xử lý xong vết thương, tiểu hòa thượng tìm thấy một thanh tre rất dài, định đi đánh chết con rắn. Huệ thanh pháp sư thấy vậy bèn hỏi, vết thương của con còn đau không? Tiểu hòa thượng trả lời rằng đã không còn đau nữa. Nếu không còn đau nữa tại sao con vẫn muốn đi đánh rắn? Bởi vì con ghét nó. Nó cắn con, con liền ghét nó, vậy con dẫm lên nó, nó cũng ghét con và sẽ cắn con. Hai bên vì ghét mà kết oán với nhau nhưng con là người con nên từ bỏ hận thù trong lòng trước mới phải thánh nhân không chỉ biết hóa giải thù hận của bản thân mà họ cũng biết cách hóa giải thù hận của đối phương nữa con ạ à. tiểu hòa thượng lặng người đứng ngây ra nhìn huệ thanh pháp sư pháp sư nói con người có ba cách đối diện với sự thù hận cách thứ nhất là ghi nhớ thù hận cũng giống như con đặt một hòn đất vào trong lòng cuộc đời con sẽ sống trong nỗi đau mà thù hận mang lại cách thứ hai là nhanh chóng quên đi thù hận trả lại cho bản thân sự vui vẻ, cũng giống như đập vỡ hòn đất và trồng hoa trên đó. Cách thứ ba là chủ động hòa giải với kẻ thù, tháo gỡ nút thắt mâu thuẫn, cũng giống như tặng một đóa hoa cho họ. Có thể làm được theo cách thứ ba thì đã chạm rất gần tới cảnh giới của thánh nhân rồi. Tiểu Hòa thượng gật đầu. Chỉ có buông oán hận xuống, đời người mới có thể ung dung nhẹ nhàng, mới có thể có được hạnh phúc sớm hơn. Điều mà sinh mệnh ban cho chúng ta, không phải chỉ là những gian nan mà còn là sự trưởng thành, là học biết nâng lên được mà cũng buông xuống được, là đem những quá khứ không thể loại bỏ được nhất loạt đều buông xuống, nhờ vậy mà có được một tâm hồn thản nhiên khoáng đạt, ung dung sống trọn một đời còn lại. Câu chuyện thứ 10, ngày ba bữa cháo loãng chính là hưởng phúc. Tục ngữ cổ có câu, người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi. Một người nếu không biết đủ thì ngay cả khi có một khối tài sản khổng lồ họ vẫn cảm thấy thiếu lão tử lại viết tri túc tri túc hằng túc hĩ nghĩa là người biết đủ thì sẽ vĩnh viễn không thấy thiếu thứ gì vào triều đại nhà minh có một vị tiên sinh dạy học gia cảnh bần hàn nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ cảm tạ trời xanh ban phúc vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu liền hỏi một ngày ba bữa đều là húp cháo loãng sao có thể tính là hưởng phúc vị tiên sinh này trả lời sống ở nơi thái bình không có chiến sự thảm họa đó là cái hạnh phúc lớn nhất hàng ngày có quần áo mặc có cái ăn không đến mức đông chịu lạnh đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai trong người không có bệnh tật không có tài họa trong lao ngục không có tù nhân là cái hạnh phúc lớn thứ ba chúng ta có cả ba thứ ấy rồi chẳng phải là phúc sao nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc bởi vì trong lòng ông biết đủ niềm hạnh phúc của ông đến từ góc độ tương đối có câu nói rất hay rằng đừng khóc vì không có giày đi bởi vì có người còn không có chân để đứng. Bởi vậy mới nói, biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì người giàu sang cũng u buồn. Ở vào cùng một tình cảnh, chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi kết tâm của mình thì tình cảnh cũng tự nhiên thay đổi. Biết đủ chính là quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Nếu không quý trọng, thì những thứ đang có hiện tại cùng rời bỏ chúng ta mà đi. Cách tránh được tai họa chính là coi trọng phúc phận mình đang có. Ví như sinh mệnh và sức khỏe là tài phú lớn nhất của mỗi người nhưng mọi người lại thường xem nhẹ, đến lúc sắp mất đi rồi mới thấy hối tiếc thì đã muộn. Cho nên, đại nạn không chết, bệnh nặng mà khỏi sẽ khiến con người cảm nhận rõ rệt được biết đủ khiến niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội. Trái lại, không biết đủ mà tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa không nên có ập đến. Câu chuyện thứ 11, điều gì cũng có giá của nó. Ngày xưa ngày xưa tại một ngôi làng nọ, có một gia đình nghèo khổ gồm ông cụ và hai người con trai. Khi hai người con đã trưởng thành thì ông cụ cũng đến lúc lâm chung, trước khi mất ông bảo hai người con trai hãy đi tìm thần mặt trời thì sẽ có được hạnh phúc. Nghe theo lời cha, hai người con cùng nhau đi về hướng đông để tìm thần mặt trời. Họ đã vượt qua 99 ngọn núi cao và 99 con sông rộng mới đến được nơi thần mặt trời ở. Khi biết được mục đích đến của hai anh em, thần mặt trời liền bảo rất vất vả các con mới đến được đây giờ để có được hạnh phúc hai con hãy về nhà cùng trồng dưa đây là hạt giống ta ban cho nhưng hai con phải nhớ rằng mỗi ngày đều nhỏ một giọt máu từ ngón giữa hòa chung với nước để tưới dưa đến mùa thu thì hai con sẽ thấy được hạnh phúc nói xong thần mặt trời hóa phép đưa hai anh em về lại quê hương mình nghe lời thần mặt trời hai anh em chăm chỉ làm theo tuy nhiên sau hơn nửa tháng miệt mài người anh bèn nghĩ mỗi ngày đều như vậy thật là mệt mỏi quá hạnh phúc đâu chẳng thấy mà chỉ thấy tốn thêm một giọt máu thế là mỗi ngày người anh chỉ gánh nửa thùng nước rồi nhặt hai cục đất bỏ vào khuấy đều lên đem tưới cho những cây dưa con xong nằm dài ra nghỉ ngơi còn người em thì trái lại không những tưới đến hai lần nước và nhỏ hai giọt máu mỗi ngày cậu còn chăm chỉ xới đất bắt sâu cho dưa không quản mưa nắng mùa thu sắp đến tất cả số dưa trong ruộng đều mọc la liệt khắp mặt đất trong đó có một quả dưa hấu đặc biệt lớn người anh nhìn thấy trong lòng mừng thầm vì nghĩ rằng sau này sẽ dùng đến liếc qua thấy có nhiều quả vừa nhỏ vừa lép người anh bực bội đá cho hai cái và mắng những trái dưa này sao mà khó coi đến vậy đến ngày thu hoạch thần mặt trời đến ông gọi hai anh em tới nói các con đã vất vả suốt một năm trời bây giờ ta cùng chia dưa nhé thần mặt trời giang hai tay hướng về phía ruộng dưa hô lớn nào tất cả dưa hấu hãy tự theo chủ nhân của mình ngay tức khắc tất cả những trái dưa lớn bóng bẩy to tròn và đẹp nhất đều lăn về phía người em trai những quả dưa lép xù xì thô ráp còn lại tiến về phía người anh. Người anh hốt hoảng la lên, sao lại không công bằng vậy? Sao ông lại cho con những quả dưa xấu xí như vậy? Lúc này, thần mặt trời lấy ra một chiếc gương nhỏ bảo người anh nhìn vào rồi nói, con hãy tự xem lại những gì hai anh em đã làm suốt một năm nay. Người anh nhìn vào, cúi gầm mặt xuống hối hận khôn nguôi. Sau khi thu hoạch, người em lúc nào cũng sống sung túc bởi những món ăn ngon, quần áo đẹp, vàng bạc châu báu được sinh ra từ những quả dưa hấu to tròn của mình. Còn người anh lúc nào cũng sống trong cảnh thiếu thốn bởi cơm thừa canh cặn, quần áo rách dưới từ những quả dưa hấu lép của mình và phải nhờ vả đến người em. Giá của sự nhàn hạ thành thơi hôm nay của người em là sự vất vả, hao tổn sức lực, máu và mồ hôi. Còn cái giá của sự bần cùng, khốn khổ mà người anh hôm nay nhận được chính là do đã hời hợt, ham thích sự nhàn rỗi để thời gian trôi qua phung phí. Cái gì cũng có giá của nó, có mất thì mới có được được cái này thì mất cái kia nếu bạn sống đến lúc tình yêu danh lợi quyền lực không còn quan trọng nữa mọi thăng trầm khổ ải đều đã trải qua thì bạn sẽ nhận ra cái gì cũng có giá của nó chẳng hạn như cái giá của êm ấm giàu có bên ngoài là khổ sở nội tâm cái giá của trần trừ chính là mất mát cái giá của thành công chính là đã trải qua nhiều lần thất bại cái giá của sự giàu có chính là kiệt sức thiếu thốn về tinh thần cái giá của hạnh phúc viên mãn tuổi già chính là bao nhiêu thăng trầm rông bão thời tuổi trẻ. Có gia đình nọ, nhìn vợ chồng rất đẹp đôi, cùng làm nhà nước, nhà cao cửa rộng, hai con ngoan ngoãn xinh xắn, ai thoạt nhìn cũng không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng ai hiểu được, hàng đêm người vợ ấy bị chồng dày vỏ coi không ra gì vì kiếm ít tiền hơn, còn người chồng vì ăn hối lộ nên cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Cả hai đều phải cố giữ thể diện bên ngoài cũng là vì ràng buộc bởi công việc, con cái, rồi hai vợ chồng một gia đình khác sống rất yên ấm hạnh phúc với hai đứa con thành đạt hiếu thảo cuộc sống lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nhưng ai biết được đằng sau đó họ phải sống trong cảnh chật hẹp vì ở nhà thuê cùng nhau làm lụng cùng nhau dàn xếp san sẻ với nhau từng miếng ăn giấc ngủ tuy thiếu thốn vật chất nhưng nhờ đó đã dạy cho họ sự trân trọng yêu thương nhau đời sống tinh thần lại luôn phong phú an nhàn cuộc sống vốn dĩ luôn công bằng người phúc phận tràn đầy thì mọi việc đều suôn sẻ tuy nhiên đức phật cũng từng nói rằng đời là bể khổ nên có ai là thật sự sung sướng ẩn sâu trong đó đều có những nỗi niềm riêng và cũng bởi đời người đâu chỉ một kiếp mà là hàng nhiều ức kiếp trong vô số kiếp đó đã tạo ra biết bao nhiêu nghiệp lực có nghiệp là thiện có nghiệp là ác do đó kết quả cuộc sống hiện tại mà họ có được cũng là cái giá phải trả cho mối duyên thiện ác đã gieo từ trước và trong kiếp sống hiện tại trên đời này cái gì cũng có giá của nó bởi vậy chỉ nên nhìn vào trong mà không nên so đó tính toán bên ngoài nên vui mừng khi người khác được hạnh phúc bởi để có được điều đó họ đã phải trả bằng sự thành tâm tu dưỡng đức hạnh trong nhiều kiếp phải chịu khổ phải chịu nhẫn phải qua nhiều thăng trầm mới có được như vậy nên cố gắng tu dưỡng nhiều hơn khi bản thân gặp nhiều điều không vui bởi cái giá của điều đó chính là do bản thân chưa tu dưỡng đủ chưa trả hết nợ nghiệp cái gì cũng có giá của nó nên hãy để lòng nhẹ nhàng thanh thản mà đón nhận mọi niềm vui nỗi buồn và thử thách trong cuộc sống, để cảm thấy yêu đời hơn và trân trọng mọi khoảnh khắc hiện tại. Câu chuyện thứ 12, tâm mê đắm vào vàng, mắt không nhìn được ai. Có câu rằng, thấy vàng lóa mắt, trên đời này, tiền bạc là thứ khiến người ta mê mở nhất, tham lam là thứ độc dược đáng sợ nhất. Từ xưa tới nay, chỉ một chữ tham này đã hủy hoại biết bao con người. Câu chuyện sau đây không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ thật nhiều. Trước đây, tại nước tề có một người vô cùng ham vàng. Ông ta sáng cũng muốn có vàng, chiều cũng muốn có vàng, ăn cơm, ngủ nghỉ đều nghĩ tới vàng, nghĩ tới độ muốn phát điên, nhưng nhìn mãi cũng không ra nơi nào có vàng. Một buổi sáng, ông mặc quần áo chỉnh tề, đội một chiếc mũ mới, đi ra phiên chợ. Trên đường đi, ông cứ ngó quanh ngó quần xem trên đường có vàng hay không. Thỉnh thoảng nhìn thấy một viên đá màu vàng, ông liền ngồi thụp xuống, quan sát rất lâu, đến khi cảm thấy nó vẫn chỉ là một viên đá, mới đành lòng bỏ đi tìm chỗ khác. Đang bước đi, đột nhiên ông trông thấy một thứ gì đó lấp lánh, ông lập tức bị nó thu hút. Ông tiến đến xem xét một chút, ồ, thực sự là một đống vàng. Chân tay ông bỗng nhiên run rẩy và ngay lập tức chạy về phía trước, hai tay vơ hết đống vàng, rồi nhanh chân bỏ chạy. Ông lập tức bị quan quân vây bắt lại. Quân binh hỏi, người ta vẫn còn ở kia, sao ngươi lại dám lấy vàng của người ta bỏ chạy như vậy? hóa ra đống vàng đó là của một người mang đi bán người bán vàng trước hành động bất thình lình của ông ta nhất thời bối rối sau khi định thần lại thì vàng đã bị ông ta lấy đi lúc bị bắt ông ta mới biết đó là vàng của người ta mang đi bán ông nói với đám quan binh lúc tôi lấy vàng thực tình không nhìn thấy người chỉ nhìn thấy vàng thôi quan binh thở dài ta hiểu rồi trên đời này vì sao tham quan lại cả gan làm loạn bởi vì họ lúc nhìn thấy vàng bạc trong mắt sẽ không thấy được ai khác, trong tâm không còn nghĩ được điều gì khác. Câu chuyện thứ 13, con đường tìm kiếm đạo không thể bị mê lạc. Nhà hàng xóm của Dương Chu bị mất một con dê, liền kêu gọi tất cả người thân, cũng mời cả Dương Chu và những đứa trẻ trong làng cùng nhau tìm kiếm. Chỉ một con dê, vì sao lại phải huy động nhiều người như vậy đi tìm? Dương Chu cảm thấy rất kỳ lạ. Nhà hàng xóm mới nói, vì lối rẽ nhiều quá, ai biết con dê này nó chạy hướng nào mà tìm một lúc sau tất mọi người đi tìm dê đã trở về nhưng không ai tìm được dương chu hỏi đi nhiều người như vậy sao con dê vẫn chạy mất được nhỉ người nhà hàng xóm nói mỗi lối rẽ lại có lối rẽ mọi người không biết đi theo lối nào để tìm nên đành quay trở về dương chu nghe xong trầm tu suy nghĩ mấy ngày không nói một câu học trò thấy dương chu suốt ngày phiền muộn bộ dạng không vui cảm thấy khó hiểu không phải chỉ là mất một con dê thôi sao huống chi con dê đó là của nhà hàng xóm trong đám học trò của dương chu có một người tên là tâm đố tử cảm thấy không kiên nhẫn được nữa liền hỏi thầy cho rõ ngọn ngành mới biết được dương chu vì chuyện mất dê nơi đường rẽ đã liên tưởng về con đường học đạo con dê mất phương hướng bởi vì có quá nhiều lối rẽ việc nghiên cứu học thuật cũng thế học vấn cơ bản đều giống nhau nhưng đến đầu ngọn của nó lại trở nên sai lệch rất nhiều học giả bởi vì phương thức học thuật rối loạn và kỳ dị mà đã đánh mất căn bản. Người nghiên cứu học vấn chẳng phải cần phải đưa kiến thức quy về nhất quán, phản bổn quy chân sao. Thế nào mới là nắm giữ được đạo căn bản? Điều này là chỗ mà rất nhiều người cầu đạo cần phải lưu tâm, không thể mê loạn. Câu chuyện thứ 14, nội tâm bạn sẽ có nhiều thay đổi khi lòng thiện lương được khơi dậy. Ở một thị trấn nhỏ, đã rất lâu rồi mà không có giọt mưa nào, khiến cho cây trồng tại địa phương thiệt hại nghiêm trọng thế là một vị mục sư đã tập hợp tất cả mọi người lại ở trong giáo đường chuẩn bị mở một lễ hội cầu mưa có một cô bé vì vóc dáng quá nhỏ gần như không ai nhìn thấy được cũng đã đến tham dự buổi lễ cầu mưa vị mục sư đứng trên lễ đài lập tức chú ý tới đồ vật mà cô bé mang theo liền chỉ tay về phía cô bé mà xúc động nói cô bé kia thực sự khiến tôi rất cảm động thế là tất cả mọi người đều theo hướng tay của mục sư mà nhìn về phía cô bé vị mục sư nói tiếp chúng ta hôm nay tới đây khẩn cầu thượng đế cho mưa xuống nhưng trong cả hội đường này chỉ có một mình cô bé ấy là mang theo dù che mưa hóa ra bên cạnh chỗ ngồi của cô bé quả nhiên có treo một chiếc dù che mưa màu đỏ giáo đường đột nhiên trở nên yên tĩnh rồi theo đó là những chàng pháo tay và những giọt nước mắt lăn dài đôi khi chúng ta không thể không thừa nhận trẻ nhỏ thực ra không hề nhỏ bởi vì chúng làm mọi thứ đều tràn đầy niềm tin tâm niệm thay đổi thế giới có thể cũng sẽ thay đổi. Trong đời, mỗi một việc đều có khả năng cải biến hoàn cảnh xung quanh, quan trọng là xem chúng ta nghĩ thế nào, thay đổi ra sao. Chúng ta sẽ không thể trong 3 phút mà thành công, nhưng chỉ cần một phút đồng hồ, sinh mệnh từ nay về sau sẽ có nhiều đổi khác. Chúng ta không nhất định vì kiếm được nhiều tiền mà trở nên giàu có, nhưng chúng ta có thể trao gửi thiện niệm mà khiến nội tâm giàu có. Câu chuyện thứ 15, những điều này sẽ khiến con người bạn thức tỉnh sâu sắc. Tôi nằm mơ, trong mơ tôi đã phỏng vấn Thượng Đế. Thượng Đế đã trả lời những gì? Bài viết nổi tiếng của tác giả vô danh này đang được truyền tải rất náo nhiệt trên mạng. Câu nào câu nấy đều khiến con người thức tỉnh sâu sắc. Tôi nằm mơ, trong mơ tôi đã phỏng vấn Thượng Đế. Thượng Đế nói, con muốn phỏng vấn ta phải không? Tôi nói, nếu ngài có thời gian ạ. À? Thượng Đế, thời gian của ta là vĩnh hằng. Con muốn hỏi điều gì? Tôi, trong những việc con người làm điều gì khiến ngài kinh ngạc nhất thượng đế con người khi còn nhỏ thì cảm thấy sốt sắng họ không thể chờ đợi phải lớn thật mau nhưng sau khi lớn lên họ lại khát khao quay về những năm tháng ấu thơ con người vì kiếm tiền mà đánh đổi sức khỏe của mình nhưng sau đó lại hao tiền tốn của vì muốn giành lại sức khỏe ấy con người vô cùng lo lắng cho tương lai đến nỗi quên đi hiện tại vậy nên con người vừa không sống trong hiện tại cũng không thể sống tốt trong tương lai con người sống như thể sẽ không bao giờ chết nhưng tới khi sắp lìa đời thì dường như họ chưa từng sống thực sự thượng đế kéo lấy tay tôi chúng tôi cùng rơi vào một không gian tĩnh lặng một lúc sau tôi lại hỏi ngài rằng là bậc trưởng bối của chúng con ngài hy vọng con dân của mình cần ghi nhớ những bài học nào ạ à? thượng đế mỉm cười đáp rằng học cách so sánh với người khác chẳng có tác dụng gì cả con người vĩnh viễn chẳng thể nào gượng ép bắt người khác yêu mến mình Điều họ có thể làm chỉ là khiến bản thân đáng được yêu mà thôi. Người thực sự giàu có không phải là người có nhiều nhất, mà là người có nhu cầu ít nhất. Phải hiểu rằng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chúng ta đã có thể làm tổn thương sâu sắc những người mình yêu, nhưng sau đó ta lại phải mất rất nhiều năm mới có thể chữa lành vết thương ấy. Hãy học cách tha thứ cho người khác và hiểu rằng có những người chôn chặt tình yêu thương trong lòng, chỉ là họ không biết diễn đạt như thế nào. Phải hiểu rằng cùng một sự việc nhưng hai người lại có hai cách nhìn nhận khác nhau. Phải học cách minh bạch rằng đôi khi được người khác lượng thứ vẫn chưa đủ, điều cần thiết hơn là tha thứ cho chính mình. Tôi khiêm nhường hỏi, "Cảm ơn ngài đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của con. Ngài còn điều gì nhắc nhở các con dân của mình không ạ?" Thượng đế trả lời, "Hãy biết rằng ta ở đây và vĩnh viễn tồn tại." Câu chuyện thứ 16, coi nhẹ danh lợi là cảnh giới cao của người trí huệ mặc dù con người thế gian đều biết rõ rằng danh và lợi là vật ngoại thân khi sinh không mang theo đến khi tử không mang theo đi nhưng rất ít người có thể tránh khỏi được cạm bẫy của danh và lợi họ một đời vì danh vì lợi mà lao tâm khổ tứ thậm chí có người còn coi danh lợi là mục đích để sinh tồn một người nếu không thể xem nhẹ được danh và lợi thì người ấy sẽ không có cách nào để bảo trì được một tâm linh trong sáng thuần tịnh cuộc đời của người ấy sẽ giống như khoa phụ đuổi mặt trời nhưng vĩnh viễn không đuổi được rốt cuộc cuối cùng thứ mà họ nhận được lại chỉ là sự mệt mỏi và sự thất bại vô tận kỳ thực nếu có thể tính tâm quan sát thế giới vật chất này chúng ta sẽ thấy được rằng ngay cả khi không cần phải nhọc sức chạy theo mọi thứ ánh mặt trời sẽ vẫn luôn soi sáng chúng ta ông albert einstein và bà mary curie là hai trong số những nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới họ đã xem danh lợi và cuộc sống xa hoa thứ mà hầu hết con người ta khao khát một cách rất nhẹ nhàng. Có rất nhiều giai thoại nổi tiếng kể về họ. Câu chuyện của nhà khoa học Albert Einstein. Mặc dù là nhà khoa học nổi danh quốc tế, nhưng ông Einstein có một lần đã nói rằng, ngoài khoa học già, không có thứ gì khiến ông thực sự quan tâm yêu thích. Hơn nữa, cũng chẳng có thứ gì mà khiến cho ông phải ghét cay ghét đắng cả. Một lần nọ, trong một chuyến đi biển du ngoạn, thuyền trưởng của con tàu đã đặc biệt chuẩn bị một căn phòng sang trọng nhất cho ông Einstein nghỉ ngơi thư giãn nhưng ông Einstein lại nhất quyết từ chối món quà của viên thuyền trưởng này. Ông Einstein làm như vậy là bởi vì trong mắt ông, bản thân ông không có gì khác biệt so với những người khác. Vì thế, ông không muốn nhận cách đối đãi đặc biệt ưu ái này. Chính đức tính khiêm nhường và chân thành của nhân cách đã khiến ông được nhiều người ngưỡng mộ và kính nể. Câu chuyện của nhà khoa học Mary Curie Sau khi tìm ra nguyên tố dây đi ửng, nhiều người trên khắp thế giới đã đến gặp bà Curie mong muốn được biết phương pháp chiết xuất nó chồng bà là ông kuri đã ôn tồn nói chúng ta cần phải lựa chọn ra một trong số hai quyết định lựa chọn thứ nhất là chúng ta sẽ nói rõ với họ mọi thứ về cách chiết xuất dây đi ưm mà không cần trả một đồng tiền công nào bà kuri đưa tay ra vẻ đồng ý với chồng và nói vâng đương nhiên là như thế rồi ông kuri lại nói tiếp lựa chọn thứ hai là chúng ta là nhà phát minh và là người giữ quyền sở hữu phương pháp chiết xuất dây đi ưm nhưng trước hết chúng ta phải lấy bằng sáng chế cho công nghệ chiết xuất quặng uranium và thiết lập sở hữu độc quyền đến công nghệ dây đi ừm trên toàn thế giới. giành được bằng công nhận đặc quyền có nghĩa rằng họ sẽ thu được những khoản tiền rất lớn và có một cuộc sống cực kỳ giàu có, thoải mái. Ngoài ra, họ còn có thể để lại một khoản tiền lớn cho con cái thừa kế. Nhưng khi nghe đến đó, bà Curie đã kiên quyết khước từ, nói chúng ta không thể làm thế. Nếu chúng ta làm vậy, thì chúng ta đã vi phạm ước nguyện ban đầu khi quyết định tiến hành nghiên cứu này. Vì thế bà Curie đã từ bỏ danh và lợi mà bà vốn có thể có được một cách dễ dàng như thế. Chính thái độ sống xem nhẹ danh lợi ấy đã khiến mọi người đều cảm nhận từ bà một loại khí chất rất đặc biệt mà không phải ai cũng có. Trong suốt cuộc đời, bà đã được trao 16 huy chương các loại và 117 danh hiệu cao quý, nhưng bà đã không xem những thứ ấy như là một cái gì quá quan trọng cả. Một lần một người bạn gái của bà đến thăm. Người bạn gái này đã nhìn thấy cô con gái nhỏ của bà Curie đang chơi đùa với một chiếc huy chương vàng mà Viện Hàn lâm Hoàng gia Anh Quốc đã tặng cho bà. Người bạn ấy đã ngạc nhiên hết sức và hỏi bà Curie, "Bà Curie, chiếc huy chương kia là vinh dự cực lớn của bà, sao bà có thể để một đứa trẻ cầm nó như một món đồ chơi được?" Bà Curie mỉm cười và nói, "Tôi muốn con của tôi ngay từ nhỏ đã biết rằng vinh dự chỉ như là một món đồ chơi." Nó chỉ có thể chơi chứ không thể vĩnh viễn giữ, nếu không thì cả đời sẽ không làm thành được việc gì cả. Khí độ phi phàm của hai nhà khoa học lớn đã là một tấm gương sáng cho người đời những ai đang cố gắng dốc toàn lực để truy cầu danh và lợi soi xét. Một người, nếu có một trái tim trong sáng thuần khiết và cố gắng hết sức để hoàn thành những trách nhiệm của mình thì những thành tựu sẽ liên tục đến với người ấy. Người ấy sẽ có được vinh dự mà họ đáng được nhận. Xem nhẹ danh lợi, không cầu mà được mới là khởi điểm của thành công mà con người hướng đến. Vì chú, Khoa Phụ đuổi mặt trời là một câu chuyện thần thoại chép trong Kinh Hải Sơn Trung Quốc. Chuyện kể rằng có một người tên là Khoa Phụ, vì đuổi theo mặt trời nên rất khát nước. Anh ấy uống cạn nước sông Hoàng Hà, sông Vị Hà mà vẫn không hết khát bèn đến nơi khác để mà tìm nước, nhưng đến giữa đường thì bị chết khát. Câu chuyện thứ 17, câu chuyện cuối đời và thước đo của lòng trung thực. Trong cuộc sống, lòng trung thực và đức tính chân thật luôn được đánh giá cao người có phẩm chất này thường được yêu mến tin tưởng và giao phó cho những công việc quan trọng vậy nên dân gian mới có câu chọn mặt gửi vàng tuy nhiên cùng với sự biến đổi của lòng người trong xã hội sự thành tín trung thực cũng dần dần bị mai một theo có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng đôi khi phải đến cuối cuộc đời người ta mới có thể chiêm nghiệm thấy xin kể câu chuyện sau có một người làm trong ngành xây dựng vốn là một công nhân kỹ thuật chăm chỉ thường được tham gia thi công và xây dựng các công trình quan trọng của công ty ông được các quản lý tin tưởng bởi lòng trung thực của mình nhưng do trình độ bằng cấp hạn chế nên mãi vẫn quanh quẩn ở vị trí cũ thói quen chân thật đó của ông được hình thành là vì chỉ có trung thực thì mới được quản lý giao cho công việc cần trách nhiệm cao mặc dù không giàu có nhưng cuộc sống với ông cũng khá ổn định và suôn sẻ tuy nhiên ông vẫn luôn mơ ước xây dựng cho mình một căn nhà thật đẹp dù ước mơ đó khó mà trở thành hiện thực với đồng lương kỹ thuật thời gian qua đi ông cũng đến tuổi về hưu vì đã trung thành với công ty trong suốt quãng thời gian dài nên thủ tục về hưu của ông không có trở ngại gì thậm chí ông còn nhận được một số ưu đãi khác vị giám đốc công ty cũng đã quen thuộc với người nhân viên tận tụy và tỏ ra rất quan tâm đến ông điều đó khiến ông cảm thấy an ủi nhiều trước khi thủ tục hoàn tất ông nhận được một đề nghị có phần đặc biệt của giám đốc anh đã hoàn thành công việc rất tốt, chúng tôi rất hài lòng. Nhưng tôi có một việc quan trọng, đó là nhờ anh giúp tôi quản lý việc xây dựng một căn nhà nhỏ. Nó rất quan trọng và tôi muốn anh giúp kịp làm căn nhà này trước khi anh về nghỉ hưu. Mặc dù chưa bao giờ làm quản lý, nhưng vì đã có nhiều kinh nghiệm xây dựng nên ông vui vẻ nhận lời và bắt tay vào công việc. Khi xây dựng xong phần móng nhà thì ông nhận được tin vui, thủ tục của ông đã được công ty hoàn tất, chỉ còn chờ đến ngày về hưu, rồi ông bắt đầu nghĩ cả đời trung thực rồi, giờ chẳng còn gì ràng buộc nữa, hay là bớt xén công trình một chút để dưỡng già. Ông cũng hiểu rằng công trình bớt xén thì chỉ năm 7 năm là xuống cấp, nhưng cái gánh nặng trách nhiệm giờ đã không còn, nên ông lại tự bao biện, lúc đó vật đổi sao rời rồi, ai biết được nữa, công trình mà xuống cấp thì có hàng ngàn lý do. Vậy là ông cố gắng khiến cho vẻ ngoài ngôi nhà được khang trang một chút, nhưng lại bớt xén nhiều nguyên vật liệu, từ đó mà kiếm được kha khá tiền giám đốc tỏ vẻ tin tưởng và hài lòng khi nhận bàn giao công trình mà thậm chí còn chưa hề đến xem chỉ có điều khiến ông băn khoăn là giám đốc bao nhiêu việc lại đích thân đến dự ngày khánh thành căn nhà nhỏ mà lại còn nhất thiết yêu cầu ông tới dự nữa ngày hôm đó trước sự chứng kiến của các nhân viên công ty giám đốc đã đứng lên nói công ty xây dựng ngôi nhà này như một món quà một lời tri ân dành cho một người đã góp sức hết mình cho sự phát triển của công ty nói rồi giám đốc cầm chìa khóa nhà trao cho vị trưởng phòng kỹ thuật đang đứng cạnh và bắt tay ông ta vị trưởng phòng nhận chùm chìa khóa trong tiếng vỗ tay của mọi người ông ta tỏ vẻ vui mừng giơ cao chiếc chìa khóa trước mặt các nhân viên sau đó trưởng phòng tiến về phía người công nhân kỹ thuật già vui vẻ nói xin cảm ơn các bạn và đặc biệt là tôi nhất định phải cảm ơn ông người đã trung thành cả cuộc đời mình với công ty cảm ơn vì đã phụ trách xây dựng một căn nhà đẹp ông lúng búng không có gì cả đó là điều nên làm mà đột ngột ông trưởng phòng quay sang dõng dạc nói và chính xác là chùm chìa khóa thuộc về ông người mà công ty muốn tri ân nhất nó xứng đáng thuộc về ông đây là bất ngờ mà công ty dành tặng ông đó ông đứng lặng người trong tiếng vỗ tay ầm ầm cả đời trung thực ấy vậy mà phải đến bây giờ ông mới thấm thía ở mọi ngành nghề trong xã hội ngày nay người ta đều cảm thấy khó mà có thể trung thực khó ấy là bởi vì không cưỡng lại được những cám dỗ khó ấy là bởi vì không thoát được khỏi cái guồng quay làm ăn bây giờ là phải như vậy khó ấy là bởi vì ai ai cũng ngầm thừa nhận và tặc lưỡi rằng người tốt bây giờ ít lắm khó ấy là bởi vì lợi ích thiết thân thật không dễ mà buông bỏ người vì sự nghiệp kẻ vì nhan sắc gần đất xa trời thì lại bận bịu với mối lo cuối đời đều là vì thế mà không còn thành tín nhưng chân lý luôn là chân lý chân lý luôn là bất biến lòng người biến đổi còn đạo lý thì không, lòng trung thực vẫn sẽ là một giá trị khiến người ta ngưỡng mộ và tìm kiếm. Câu chuyện thứ 18, một người có thể không thành công nhưng nhất định phải thành thục. Một người không quá khó để đạt được thành công, nhưng lại rất khó để có thể thành thục, sự trưởng thành, sự chín chắn, đặc biệt là sự thành thục trong nội tâm thì lại càng khó hơn. Thành công khiến một người tự tin nhưng quá nhiều thành công sẽ khiến một người dễ dàng tự phụ. Thành thục, trưởng thành thì không như vậy người trưởng thành không quá để tâm vào được mất, hơn thua, lý trí mà không mất đi sự nhiệt huyết, bình tĩnh với tâm thái thong dong Họ có thể bình tĩnh đối mặt với thất bại trước mắt và thản nhiên khi đối mặt với sinh tử. Nhà thơ, nhà văn nổi tiếng Tô Đông Pha ngày mùng 8 tháng 1 năm 1037, ngày 24 tháng 8 năm 1101 từ năm 19 tuổi đã bắt đầu tham gia các cuộc thi cử. Tô Đông Pha cùng cha và em trai vượt suốt hai tháng qua miền núi non hiểm trở lên kinh, khai phong, đi thi. Họ đến khai phong tháng 5 năm 1056 và chờ kỳ thi cho đến mùa xuân năm sau. Kỳ thi do Âu Dương Tu làm quan chủ khảo chú trọng đến việc tìm kẻ sĩ có tài trị dân, thể lệ thi gắt gao và đích thân vua Tống Nhân Tông chọn đề bài. Bài thứ nhất hỏi về sử hoặc chính trị, bài thứ hai là bài về tứ thư, ngũ kinh, bài thứ ba là một bài phú luận về chính trị. Năm đó, cha ông không ứng thí vì không muốn ganh đua với hai con còn cả hai anh em Đông Pha đều đỗ cao, để bài luận về chính trị là hình thường trung hậu chi trí luận, luận về sự trung hậu rất mực trong phép thưởng phạt. Cuối năm 1059 đầu năm 1060, khi hết tang mẹ, Tô Đông Pha cùng cha và em mất 4 tháng vượt 2.000 km quay trở lại kinh để dự thi. Trên đường đi Tô Đông Pha và em trai tự do làm được khoảng 200 bài thơ. Tô Đông Pha về sau nổi danh thành một từ gia bậc nhất đời nhà Tống. Nói chung, về con đường thi cử của ông chỉ có thể nói là thành công nối tiếp thành công về con đường làm quan tô đông pha là người theo đạo phật có lòng tử bi và rất mực yêu thương nhân dân không tham ô hối lộ ông là người có tính cương trực ít giữ mồm giữ miệng có gì nói đấy nên sự nghiệp chính trị của ông đầy sóng gió ông cũng nhiều lần bị người bất đồng vu oan và bị ngồi tù nhận hết đau khổ ông hiểu hết sự thất thường nơi thế tục sự phai nhạt của tình người nơi thế gian từ đó không ngừng để cao bản thân mà trở nên thành thục trong tam quốc diễn nghĩa trương phi tính tình nôn nóng vội vàng chỉ cần có việc hơi không vừa ý là lập tức chút giận xuống thuộc hạ của mình mỗi khi uống rượu vào ông lại càng không kiêng nể gì ai hơi một chút là đánh đập thuộc hạ giận cá chém thớt thường hay ra vẻ ta đây nhưng rốt cuộc thì cũng là gieo gió mà gặp bão nên cuối cùng ông cũng bị thuộc cấp giết chết quan vũ lại không nóng tính như trương phi nhưng quan vũ lại có một nhược điểm rất lớn đó chính là kiêu ngạo và tự mãn ông khinh thường lão tướng hoàng trung thậm chí từng tuyên bố rằng không cùng hàng ngũ với lão tướng quan vũ cũng khinh thường tôn quyền vị quân chủ đầu tiên của nước ngô đối với lời cầu hôn của con trai tôn quyền quan vũ không đồng ý mà nói hổ nữ sao có thể gả cho khuyển tử được đối với những người đồng sự của mình như mi phương sĩ lâm ông cũng khinh thường và tuyên bố rằng muốn tính sổ với bọn họ đối với vị tướng trẻ của đông ngô là lục tốn quan vũ càng coi thường hơn ông gọi lục tốn là con nít thậm chí đối với gia cát lượng thì ngay từ ban đầu quan vũ cũng không tâm phục người như trương phi quan vũ liệu có thể được tính là đã thành thục không thành công và thành thục không nhất định song hành cùng nhau thành công thường đến trước thành thục đến sau người thành thục hiểu rằng thất bại là mẹ thành công nhưng họ không để gặp phải thất bại ấy một lần nữa họ có thể thắng không kiêu bại không nản Người thành thục hiểu rằng, đời người có khi thắng khi bại, không oán thán, trách trời trách đất. Trải qua thì phi thành bại, nhấm nhát qua ngọt bùi đắng cay, chứng kiến qua những buồn vui của cuộc đời mới có thể thành thục. Một người nếu không có sẵn tố chất thành thục thì mặc dù thành công cũng sẽ dễ dàng thất bại. Ví như, Lý Tự Thành rất nhanh chiếm được Kinh Thành, thành lập chính quyền Đại Thuận nhưng cũng nhanh chóng bị thất bại. Hay hạng võ cả đời có vô số thành công nhưng bị bao vây và thất bại ở trận chiến cai hạ hai người họ đều bị hậu nhân đánh giá là chưa thành thục. Thành công khiến một người dễ hồ đồ nhưng thành thục lại khiến người ta thanh tỉnh. Một người dễ dàng thành công nhờ thuận cảnh, nhưng để thành thục thì cần dựa vào nghịch cảnh. Người luôn gặp mọi sự đều thuận buồm xuôi gió thì trong tâm không có sự chấn động, nhưng thất bại thảm hại lại khiến người ta khắc ghi cả đời, cả đời được lợi. Câu chuyện thứ 19, khi chán nản thất bại, đừng quên bạn vẫn luôn là chỗ dựa của một ai đó xưa có một người đàn ông luôn thất bại trong cuộc sống ông không kiếm được tiền và ngày một cảm thấy chán nản một đêm ông ta cuối cùng không còn đủ can đảm để sống tiếp nữa và đi đến một vực thẳm dự định nhảy xuống để chấm dứt khổ đau trước khi tự tử ông ta khóc rất lớn và hồi tưởng lại tất cả những khổ nạn trong suốt cuộc đời của mình trên một tảng đá cạnh bờ vực có một cái cây còi cọc sau khi nghe người đàn ông khóc lóc kể lể cái cây cũng khóc vô cùng thảm thiết khi người đàn ông thấy cái cây cũng khóc ông ta hỏi cây cũng khóc ư ừ. có phải cây cũng chịu đựng nhiều đau khổ như tôi không cái cây, cây nói tôi là một cái cây đau khổ nhất trên thế gian nhìn tôi đi sống trên cái tảng đá chỉ toàn là đá không có đất để sinh sản và không có nước để uống tôi không đủ ăn suốt đời hoàn cảnh đau khổ này làm các cành cây của tôi không nảy nở được tốt vì thế trông tôi rất thàm não từ lúc mới sinh ra gốc của tôi rất cạn làm cho tôi luôn sợ gió bão và không thể chịu nổi cơn lạnh trong mùa đông thật ra đời sống của tôi còn cực hơn là chết người đàn ông không thể chịu được nữa vì quá thương hại cho cái cây bèn nói nếu như vậy thì tại sao cây không kéo thân ra mà chết chung với kẻ thất bại này cho rồi cái cây, cây nói chết thì dễ lắm tuy nhiên không có bao nhiêu cây mọc trên vực này cả tôi không thể chết được người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu nổi cây nói tiếp ông có thấy tổ chim trên thân tôi không hai con chim nhỏ đã làm cái tổ này chúng đã sống và sinh sôi nảy nở trên thân tôi nếu tôi chết đi thì hai con chim này sẽ sống ở đâu người đàn ông dường như hiểu được điều gì đó sau khi nghe những lời này bước chân ông cứ thế lùi lại cách ra xa vực thẳm kỳ thực trong cuộc sống chúng ta đôi lúc cho rằng bản thân quá thất bại kém cỏi vô dụng và không có ai cần đến sự tồn tại của mình nhưng rõ ràng không phải vậy chúng ta không phải sống cho riêng bản thân mình ở đâu đó vào một lúc nào đó chúng ta sẽ là điểm tựa cho ai đó xung quanh giống như cái cây kia vẫn trở thành nơi chim làm tổ nếu người đàn ông ấy trong một giây phút suy nghĩ chưa kỹ mà nhảy xuống vực thẳm có thể cha mẹ già con thơ và người vợ cùng chung hoạn nạn với ông ta sẽ mất đi chỗ dựa và như vậy thì họ sẽ trở nên đau khổ xiết bao con người ta thường truy cầu tiền bạc giàu sang nhưng ít ai biết rằng người càng giàu thì càng phải lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn có nhiều tiền hơn chưa chắc đã thực sự an lạc từ nội tâm còn nếu như một người cho dù nghèo khó nhưng biết sống vì người khác anh ta nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc từ sâu thẳm trong tâm, tựa như cái cây kia, dù có thể nó không nhận ra, nhưng mỗi sáng sớm nó lại được nghe tiếng đôi chim hót ríu rít truyền cảnh. Niềm vui đó làm sao có thể sánh được. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe video của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.